Vô nào các bạn ơi, hello, xin chào tất cả vui vẻ nha. Chúc các vui vẻ xem chim hoặc là các bạn. Ơi, nay tôi đã quay trở lại tiếp này. Ơi, tính nha, mới đây là ngày thứ ba tôi live stream rồi đấy. Ồ, mới đây 3 ngày rồi. Áo sự. Còn thở là còn gỡ anh ơi. Còn thở còn gỡ, vậy là hỏng rồi. Trời, tính nha, bữa đầu tiên là tôi hứa mưa tôi sửa đi con chán này. Xong rồi hôm qua tôi cũng hứa hôm nay tôi sửa mà hôm nay tôi vẫn sửa không được. Ừ, tôi không tính, không biết làm sao luôn. Thề cây thật sự ạ. Đây là tôi chỉnh là tối đa rồi nhé mà sao vẫn chậm. Tôi thấy mấy người ta gì mẹ đấy, người ta livestream na comment, người ta mẹ comment dễ 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 nè. Còn cái gu mịn này nó đi từ 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 từ, từ lên nè, kiểu kiểu vậy á. Nên nhắc chắc là nó chậm đúng rồi. Hôm qua tôi thấy một cái gì nó rất là. Đây để tôi cho cái ông xem này nha. Tôi hỏi ông đó giờ các ông bao giờ thấy con gián nào màu trắng chưa? Nani? Ủa, con gián nào màu trắng nha. Tôi không biết con gián nó mới đẻ hay là con gián nó mới lột. Con gián nào lột con giỏ không ta? Tôi không biết nữa, nhưng mà nó là màu trắng. Nó là màu trắng nha. Tôi lúc đó mà tôi đi vô tôi thấy ớ con này con đéo gì mà lạ vậy đó, nhìn chưa giờ thấy một con côn trùng này màu trắng, nhìn kỹ rồi mới biết là con gián. Ủa, sao lại có một con gián nào màu trắng gì nhờ. Xong cái tôi cũng đớp thời cơ lắm nhờ, nè móc điện thoại ra quay. Quay mặt nó, ui mặt nó giống như là đang hứng thú lắm không. Ý chào 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 vậy nè, nó nhìn vô camera đó, tôi mẹ nó chào được mà hảo lắm mẹ, chào xong chạy. Còn rượt tôi nữa chứ, để lát tôi cho mọi người con gián màu trắng. Tôi nghĩ các bạn chưa bao giờ thấy con gián màu trắng luôn. Mẹ tính nha, nhà tôi rồi đó, giờ tôi đi nhà tắm là luôn luôn buổi tối là có gián nha. Bạn nào mà ở nhà tôi chắc chắn là bạn ngất mẹ luôn á. Tối mình đi ra bạn đi vệ sinh bạn gặp gián hay bạn ngất mẹ luôn á. Ừ, mấy bạn sợ gián á. Vô là ngất luôn thật. Nên buổi tối là khoảng cỡ khuya khuya đi, đi ra một cái ít nhất cũng phải là ba con là ít nhất ra gặp gián thì tùm lum hết đau quá không. Ok tôi cho ông coi con gián, con gián màu trắng nha. Thật trên đời này tôi chưa bao giờ tôi nghĩ mà có con gián màu trắng gì được. Để đây đây đây. Tôi mở lên cho ông coi con gián màu trắng nha, đàng hoàng luôn. Đây đây đây, cho mấy ông xem nó cái sắp mắt có trứng không, bồng điêu không bóc phét đó ha. Vậy đi, đây chính là con gián đấy, còn đây chính là cái móc, đây chính là chai xà bông. Mà chai bông này nó cũ, nó mọc ghiêu luôn nữa mấy ông. Nhà tắm nó hơi dơ với không cảm nhà, tại nhà tắm ở dưới quê mà, chứ đâu nhà tắm ruộng giết được tùm lum cho mà. Đây chính là con gián, chính là gián này, con mắt nè này, con gấu nè. Ui các ông nhìn đâu tưởng có con gì mà không phải con gián. Con gián này màu đéo này, cái này lên camera cho nhìn nó vàng vàng tí, thật ra nó màu trắng phải không, màu trắng trắng sữa. Đây này này, tao không xem luôn, điệp mẹ tôi quay nó được tôi này, trồng cây thật sự luôn. Đây là đó, ui tôi định lấy cái móc xong cái điệp này nó kiều luôn nè, nó giống như là nhà của nó vậy, không cho tôi đụng vô thật sự. Nó này này đó, điệp mẹ nó mẻ nó ngồi. Tôi phải lấy cái cây này tôi khọt nó nha, tôi không bao giờ tôi dám đụng mấy con gián này chờ, tại vì một khi tôi đụng vô nó chắc chắn là tôi sẽ chắc tôi xả cỡ nửa chai xà bông rửa cái tay tôi á. Nửa chai xà bông tôi rửa cái tay tôi mới hết hết được á. Mấy quỷ này dơ lắm mẹ, thúi kinh khủng luôn, kinh khủng khiếp. Mẹ sống trong cái môi trường mà nó thúi dã man luôn mà vẫn sống được nha. Ừ, ví dụ như sống dưới cống nè, nhà tôi có đường ống mà đi đi, đi xuống cái ao nó xong rồi để mẹ nó từ dưới nó chui lên, ngày thiếu nào cũng có. Đây chính là cái nó thằng này nè. Đâu tôi phải dùng cái móc tôi khiểu này, tôi không bao giờ dám đụng mấy con gián này hết. Nhưng mà tối tôi đi vệ sinh thì tôi vẫn gặp nó bình thường nha. Mẹ có bữa hôm bữa quỷ gián nó, tự nhiên tôi đang đi vệ sinh xong nó thẳng là tôi đang đi đá xong nó tự nhiên nó bò lên, nó dọa tôi suốt một cái dặn những cái bùm xong nó bay, trời bay tứ lửa hết trơn, bay đâu bay lên cái xào trong bài vô cái xô nước xong nó bay ra, trời ơi trong kinh quá luôn. Này nó đấy mày không, con gián màu trắng ý, con này nó bán được không? Ngoài ngoài đấy đấy, con này bán được không ta? Tôi thì mẹ tôi lát tôi đi xuống cái nhà xin tôi moi nguyên cái hàm muốn tôi lên tôi kiếm rồi. Trời ơi mẹ, con này là con quý hiếm rồi phải không, khó thế nào kiếm được cái con này đâu. Các ông muốn kiếm được con này thì hơi khó đó. Hình như tôi sống hình như là dưới 90 nồi bánh chưng này, tôi chưa bao giờ mà tôi thấy con gián màu trắng vậy được. Kỳ lạ thật sự, sao lại trên thế giới này có một gián màu trắng nhỉ. Tôi lên Google tôi kiểm tra đàng hoàng nha. Ồ
có mấy con à, ít ẩm cho nó lắm. Chắc quỷ này cũng là dạng hiếm rồi mấy ông, thật thề khó chịu thật sự nè, thấy không? Nó chịu luôn, tôi chịu nó luôn rồi. Đây là hình ảnh, đây là hình ảnh con gián nó chân thật nhất đấy, mà gì nó không có mờ tí nào nha. Nè các ông nhìn đi, tại sao nó có con gián như vậy, thấy không? Ờ trong nhìn nó cũng hơi dạng dạng thế ta, con này nó bị gì ta? Mày nhìn xịn gứa. Xịn chứ, xịn chứ, dán quê mà không, dán như quê thì nó phải vậy rồi. Nuôi nó đi anh, thật sự nếu mà tôi bây giờ mà tôi kiếm mà được cái con dán này á, tôi nuôi luôn. Mà giờ tôi không biết nó lạc nơi phương trời nào rồi, nó không còn ở trong nhà tôi nữa. Nếu thường thường là lúc mà tôi đi vệ sinh thì nó sẽ chui ra phải không, nhưng mà hôm qua không có mấy ông à. Tôi gặp này là hồi sáng, xong rồi tối tôi đi vô tôi kiếm nó không có nhân vật. Hôm nay tôi muốn kể cho bạn đó tại sao nó lại màu trắng gì được nhờ. Dán này bị bạch tạng rồi. Ủa ừ, anh cũng biết mấy con mà cái con mà bị bạch tạng nha, hiếm lắm á, mấy con bị bạch tạng hiếm lắm á. Mà tiếc là anh không có nào mà anh kiếm lại nó được nữa, nó trốn luôn rồi. Hoặc là có thằng nào nó có ý định nó thấy con dán này màu trắng nó bắt trước anh, là không phải anh bắt nữa. Tôi chắc lo nha, tại vì trong những cái phân đoạn này tôi có những anh thanh nhạy cảm, nó không thể nào bắt lên cho bạn nghe được ấy. Đơn giản chính là nó đấy. Ở sau lần này nó ngoan lắm đấy. Tôi lúc nào tôi nói là nó muốn lên ảnh mà nó đứng yên cho tôi à. Thế trong lúc tôi lát tôi quay lát như nó bị khó chịu hay gì á, xong bắt đầu nó gượt tôi. Ồ tôi định lấy cái móc nghe, nó khều khều nó, mà nó gượt tôi, nó định cắn luôn cái định đơm luôn cái vậy, tôi cũng không biết luôn. Nghe cái gì vậy? Anh coi chưa ta? Tóm lại có như đó không nào? Thôi tóm lại chỉ có một con dáng như đó thôi.